Chào cả nhà nha, cái này là rau sống nha anh chị. Dưa leo nè, rau sống nè, xạ. Chiều nay là tụi mình sẽ có một món. Bữa nay lâu quá không ăn nem xương ban nha cả nhà. Rồi nem xương ban chủ nhân gọi cho bộ trà cà ly đó là bây giờ sản xuất cái nem xương ban là theo cái lúc trước á, lúc đầu tiên mà các anh chị ăn á, là lúc đó nem nó rất là ngon và rất là dai. Bây giờ họ đã đổi cái sản xuất lại y như là thời gian đầu tiên rồi và muốn cho bầu trà cà ly với Hà dùng thử, cho nên là bây giờ mình sẽ dùng thử. Lâu quá rồi không ăn cũng thèm cái gì chứ, mời là ăn liền nè, khỏi suy nghĩ. Khỏi suy nghĩ nha. Trời lạnh rồi, làm mớ rau sống rồi, ở nhà có bún với bánh hỏi rồi nha cả nhà anh chị. Rồi Hà sẽ làm một chén nóm ớt, và trong anh trong nem cũng đã có cái sốt của nem rồi, mình sẽ làm thêm cái sốt của nem nữa nha. Cần qua cái đá ra anh chị. Đá khỏi. Bữa nay ăn chay nha cả nhà. Nè, rau không rồi. Thịt thì ở nhà. Cả nhà biết gì không? Con dao. Lâu lắm rồi không có ăn nem nha cả nhà. Bầu trời cái ly với Hà thèm muốn chết luôn thiệt. Cái này á là của chủ nhân của công ty nem xương ban. Nem xương ban thì hầu như là tất cả mọi người đều đã biết là nem xương ban đã đi đồng hành với bầu trời cái ly 3 năm nay. Cho nên đây là một cái trong những cái sản phẩm mới, không phải là mới nữa, nó vẫn là nem và chảo tôm thôi, nhưng mà được làm giống như hồi xưa cả nhà. Hồi xưa lúc mà bầu trời quay những cái clip đầu tiên á với anh Long nè, với bên nhà mình ở bên Boston á, là cái nem nó rất là ngon, rất là dai ngon. Thì hiện tại bây giờ nem y chang vậy, và nem xuyên ban muốn gửi cho bầu trời cái ly để thưởng thức lại những cái nem hồi xưa của nem xuyên ban. Và trong cái chương trình mới của lễ Thanksgiving á, cả nhà order cái thùng này nha, có thể đãi cho hơn 10 người, hơn 10 người ăn nha, chỉ hơn 100 bạc. Đãi trong cái dịp lễ Thanksgiving rất là dễ dàng, dễ ăn. Cả nhà ăn biết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ open cái thùng này cho mọi người. Lâu rồi không ăn thèm chứ. Miễn phí shipping nha anh chị, không có trả tiền ship đâu. Khi mà anh chị order cái thùng nem này á, không những được một thùng nem mà được luôn cái thùng mút nữa. Cái thùng này để anh chị có thể đựng nước đá để bỏ bia vô đây uống được, đỡ tốn tiền mua. Trời ơi, coi nè. Trời ơi, giờ nó còn đá luôn nè cả nhà. Còn đông lạnh luôn nha cả nhà. Wow, nem và chảo tôm hoàn toàn mới nha. Coi nè. Hồi xưa các anh chị ăn có thể những cái nem mà nè, chảo tôm nó hình tròn đúng không? Nè bây giờ nè, là hình vuông nha, hình chữ nhật nha cả nhà. Mà mình cầm đây là mình nghe mùi thơm luôn á. Nè, anh chị nhìn nè. Kiểu mới luôn. Hút chân không nè, ngoài rất là sạch sẽ mà còn đông lạnh luôn nè, em rời chưa? Ừ. Wow. Còn đông lạnh luôn nha. Hai bịch. Lần đầu tiên là mình thấy là nem đã thay thế cái công thức sản xuất luôn. Và cái công thức này á, là mỗi một miếng nem á, anh chị nhìn kỹ nè, là họ đã cắt sẵn luôn nè, là mình chỉ để vô mình cuốn luôn, mình không cần phải cắt ra nữa. Hồi xưa là miếng nem bằng hình tròn đúng không? Đúng rồi, phải cắt. Bây giờ là cắt sẵn luôn, họ cắt sẵn luôn nè, nó có dài sẵn luôn nè. Mà thơm phức rồi nha. Trời ơi, nhiều quá trời luôn nè. Trời ơi, quá trời ấy. Oh my god, nhìn. Oh my god. Look. Cái này là mười mấy người ăn nha, trong cái dịp lễ Thanksgiving sắp tới nha anh chị. Cứ là... order nguyên một thùng nem như vậy nè. Về cứ nướng là cuốn thôi chứ không có. Oh my god, đã không nè. Trời ơi. Và đây là cái sốt để mình chấm nha. Cái này anh chị nhớ á, mình á bỏ vô cái nồi, mình đốt lửa lên, mình đổ nước súp gà vào cho nó loãng ra một chút xíu, và mình phải nêm một tí nước mắm vô. Tùy theo ai ăn mặn giống một cái ly thì bỏ nhiều, ai ăn lạc thì bỏ ít, và mình nêm lại nha. Chứ cái sốt này họ làm á là họ làm chung chung, chứ họ không làm vừa miệng ai hết.
Và đây bánh giòn. Ăn nem á, là phải có cái bánh này mới ngon nha. Mình để vô cái chảo một chút xíu dầu thôi, mình chiên lên và nó ăn nó giòn giòn, kèm theo một cây nem kẹp vô như vậy. Trời ơi thèm quá. Trời đẹp, tối quá chịu hết nổi. Ôi ôi, không nhận luôn. Đây. Em quay xuống nè. Quá trời à. Mà công nhận đây này, mấy đứa nhỏ nó dễ ăn, nó thích lắm á. Dễ à. Chảo tôm nè cả nhà. Nem nướng nè. Mà mình thấy lạ là cái là công ty nem hiện tại bây giờ là thay đổi cái quy trình sản xuất nha cả nhà. Hồi xưa là nem tròn ha, mình nhắc lại. Rồi, bây giờ là hình dài như thế này và mình để cho mình nướng. Cái này dễ cuốn nè ha. Yes, để vô cuốn liền. Và đặc biệt nha, nướng ở trong cái lò air fry. Nha. Air fry. Nè, ngon không? Ngon ha. Đã không? Với lại nghe giống như là làm theo cái ingredients mới á, cái gia vị mới á, nghe nôn quá. Miễn phí shipping nha, không có miễn ship nha. Ok, go. Chào anh chị. Chào cả nhà. Không có ai nghĩ bầu trời cà ly với Hà chỉ nướng phần nửa của cái thùng thôi. Nha, phần nửa em hả? Ừ. Phần nửa của cái thùng thôi và rất là nhiều cái nem và chảo tôm ngay đây. Cái này là mình nghĩ là em đoán được cuốn được bao nhiêu cuốn? 60 quá sao bây giờ cuốn cả có cỡ đó có đó. Yeah. Nếu như một miếng như vậy á là cuốn rồi, là một cuốn đi. Uh-huh. Thì cái thao này á mình nghĩ là khoảng ít nhất khoảng 50 cuốn, hình như là mình nướng khoảng 5 bịch 6 bịch gì đó. Dạ yeah, hơn dạ khoảng 40-50 cuốn gì đó, nói chung là khoảng trung bình 50 đi, 3 tầng nữa nha. Yeah, 3 tầng nữa nha cả nhà. 50 cuốn mà hình như trong đó mình còn mấy bịch vậy? còn mấy bịch, hình như 3 bịch đúng không? 2 bịch rưỡi. 2 bịch rưỡi hả? Tổng cộng là khoảng gần 6 bịch. Thô đồ nguyên cái thùng là 8 bịch mà tụi mình nướng hết 5 bịch rưỡi rồi, ăn ít ghê. Ở với anh sướng quá, thèm món gì là có món đó. Nè, anh chị thấy chưa? Nhìn cái ra. Cái này anh chị, bầu trời cà ly với Hà cố tình làm nhiều như vậy để làm chi? Khi tụi mình ăn xong á, tụi mình ăn không hết đúng không? Chắc chắn là không bao giờ hết được rồi. Bắt đầu á, cuốn sẵn. Cuốn là hết luôn, từng cuốn sẵn. Để tụi mình ra ba tiệm tụi mình làm. Và có mấy người thợ trong tiệm để cho mời mấy người thợ ăn luôn cho vui. À, chứ giờ hai đứa chắc chắn ăn cũng không bao giờ hết được rồi. Cho nên là mình bầu trời cái ly với Hà là ăn uống là rất là thoải mái. Không có, muốn ăn lúc nào cũng ăn cho nó thoải mái chứ không phải là ăn mà sợ hết. À, cái này là ăn là sợ không hết. Không nói nhiều, đổ bụng này. Cái này là cái nước sốt gà của cái udon. Cái nước sốt có sẵn ở trong cái thùng nem của nem Xuyên Bang nha cả nhà. Mình chỉ cần bỏ một miếng súp gà và một tí nước mắm vô là xong. Và mình hâm cho nóng lên, nó sẽ sệt sệt vậy nè, nó bốc khói luôn nè cả nhà. Và cái này ăn với nem là rất là hợp nha. Còn cái nước mắm á là cái này là mình pha thêm nha. Tại vì mình không, ai mà không thích ăn nước mắm thì ăn cái sốt này, ai thích ăn sốt này thì ăn nước mắm. Vậy thôi. Thank you. Mà này dễ cái là mình muốn cuốn, muốn ăn tô thì ăn ha. À.
Bầu trời Cali với Hà thích ăn bánh phở hơn nha. Sao nói bữa nay bị lẹo lưỡi vậy ta? Thích bánh hỏi, phải bánh hỏi. Bánh hỏi nè, ăn lần cũng nguyên mâm vậy thôi, ăn ít lắm. Mua một ghê bịch, quá cái gì cũng mâm. Mua một bịch bánh bánh hỏi là lột hết luôn, không có chừa. Dạ. Nhìn nó hấp dẫn đúng không? Yes. Dạ. Trời ơi, cái này á. Bây giờ làm mấy cái nhìn. Quý vị có thể ăn bún luộc lên cũng được, bánh hỏi bỏ vô cuốn cũng được. Rồi cái cách thứ ba là sao? Chơi hết vô nguyên cái tô. Dạ. Yeah. Nha. Đồ. Chơi vô cái tô, lấy nước mắm nè, hoặc là nước sốt nè, chan vô, lấy rau rặt ra, đặt ra. Ha, bỏ miếng đậu chua vô, miếng đậu phộng vô, miếng hành phi vô, miếng ớt vô. Đó, rồi để mấy nem cắt để vô, trộn lên cả thành bún nem nước. Mà giờ em thích cái là giờ cắt gì nè, dễ cuốn nữa nè. Cái này dễ cuốn hơn. Thôi, mời cả nhà đi, đói quá. Em ăn hỏi không? Yummy. Này chế hai cái cuốn. Này là chỉ cần quất cho 5 cuốn là no nha cả nhà. Bộ trời Cali ăn đây. Đây là nước sốt của nem luôn nha, có sẵn trong thùng nha. Bỏ ớt vô. Quấy rồi. Mời anh chị thưởng thức qua này, cái màn hình này mà lễ nè tới nè. Yep. Trời ơi, order mấy này dễ. Cái lễ Thanksgiving sắp tới ở nhà thì bà con cô bác hay về thăm nhà, thăm gia đình á. Yeah, tặng quà cũng được. Mua cái thùng này về cái rồi hả, cuốn sẵn mấy cuốn là để hoặc làm bún thịt nướng rồi này kia cho khách tự ăn. Tự này kia tiện lợi vô cùng mà rẻ tiền á. Mời các chị nha. Để cho nít em thích này. Anh có đồ chua nè. Ngon vậy. Ngon ha, có đồ chua nè, dễ ăn. Dưa leo ha, nắng giòn giòn. Cái nem nó thịt nó thơm, nướng thơm mất à. Rau trong đây, bánh hở trong đây. Cắn vô ngay cái miếng bánh giòn. Bánh giòn chiên giòn nè cả nhà. Ăn giòn giòn ngon lắm. Bự quá không? Ăn gì nó mới đã. Mà không nhận thấy anh ăn là thèm ấy chứ. Mới vừa nhắc cho anh em, bây giờ có anh em à. Trời ơi. Trời ơi. Của anh hay của em? Của anh. Trời ơi, tưởng của em là anh thấy em hả là không hỏi rồi đó. Tại biết sao không? Mình tham ấy, mình bỏ hai thứ vô. Thank you. Cảm ơn. Một lát nữa. Cảm ơn cái cuốn này xong lại không cuốn nữa. Làm tô. Chơi vui cái tô. Biết ngay. Chưa nói là biết rồi. Chơi có lý thích gì không? Thì đường nào nó cũng xuống bao tử mình thôi. Cho nên là chơi tá lả luôn. Ngon quá, ngon thiệt nha. Bữa nay cái nem nó dai, nó thơm, nó có tỏi, mùi tỏi nè, vừa ăn lắm. Cái này nè, cái món này thì phải nói nha. Quá trời, thêm cuốn nữa là no tới chiều. Ngon quá. Trời ơi. Em cũng tham giống anh này. Chết rồi, em ăn được không? Không biết. Cái này là do hai mình tham thôi.
chứ đúng ra là cũng một miếng một mà miếng à. À này chua cả. Ừ ngon quá, tuyệt vời. Bốc khói luôn rồi. Cây nó mới ngon. Ok. Đã quá. À. Được chưa? Sao nó mang được chưa? Công nhận mấy cái món này nó dễ ăn thiệt cả nha. Nó dễ ăn, nó ngon hơn cuốn mà dạng mà cuốn tôm thịt á. Cuốn thịt là cái thông dụng nhất. Nhưng mà ăn cái đó hoài nó cũng ngán đúng không? Thịt với tôm hoài nó cũng ngán. Mà ăn cái nem này nó khác hoàn toàn nha. Cái mùi thịt nướng, nem nướng trong này nó rất là thơm. Mà baby rồi nó ăn mấy đứa nít á. À mấy đứa nít nó cầm lên nó ăn, nó chơi nguyên cây luôn. Nó đâu có cuốn như mình đâu. Làm dẹp gì dễ cuốn lên. Nằm xuống luôn. Ừ. Cái cuốn của nó đầy đủ, nó ngon gì đâu. Dưa leo này kia các thứ, rau sống, bánh giòn, rau thơm, ăn nó vừa giòn vừa thơm, ngon. Lễ nhà thằng Thiếu Binh nè, Noel nè, Tết Việt mà. Dạ, mấy cái tháng này là tháng lễ đó nha cả nhà. Tháng của tháng lễ. Trời, mấy cái rau, cọng rau nó bự chà bá luôn. Rau quế đó cả nhà. Rau quế mà bự dễ sợ. Rau quế ăn phở đó. Đợt mình qua Boston mình ăn tô phở mà rớt cọng rau quế muốn khóc luôn á. Thiệt luôn, qua đây là quá trời luôn nè. Có một cọng rồi nó cũng bay luôn. Năm ngoái như Hà có tặng nó không? Mấy người thợ trong tiệm. Dạ. Mỗi người một thùng nem luôn hả nhỉ? Dễ không? Phải suy nghĩ. Cái gì tặng tiền, tặng này kia, tặng mỗi tặng quà. Mà cái này ai ăn cũng được chứ không? Mà để tủ đông đâu có hư đâu. Ăn hết vào tủ đông. Trời lạnh lạnh á. Lấy ra nướng bỏ vô tô bún vô. Sốt này ngon chứ. Đúng. Hả? Đúng không? Hôm qua em bỏ cái gì á? Nước gà. Nước gà với mắm vô cả nhà. Mắm với ớt. Có nhiều anh chị nói sao nước sốt dở quá. Không phải đâu. Các anh chị phải nêm lại. Ok. Do các anh chị không chịu nêm lại để nguyên vậy để vô cái nước cuộn nó lạnh nhất hoặc là đặt đẹo lại là sao ăn được. Chắc là các anh chị không biết thì sao, có phải không biết không? Không biết. Như anh không nói em cũng không biết. Em cứ nghĩ là vừa ăn rồi. Không. Những cái video của anh nó lúc nào cũng nói hết á. Không mà ý là thì anh nói mới biết. Đúng không? Do có thể khán giả khi những cái cô đó mua xong cô đó không để ý. Với là không bỏ nước gà nó đặc lắm. Nó kẹo quá rồi. Ừ, màu đẹp quá anh ha. Ừ, có nước mắm nữa. Màu đẹp quá. Cuốn nữa nha. Không. Biết ngày. Bây giờ là mình chơi sáp lá cà. Đủ thứ vô hết không? Ừ. Thôi bây giờ em khiêm nhường lại, em làm một cái. Ừ. Hồi nãy là ta ăn. Okay. Trời ơi, quế đây ngon thiệt á. Ừ. Lá nhìn cái này ngon gì đâu. Tươi dễ sợ luôn. Rau kinh giới nè, tía tô nè, đủ loại. Đủ loại. Khó nhất là cầm mấy rau ăn nè. À, thấy anh hay cầm mấy rau ăn hay quá ha. Cầm không nha hả? Ừ. Em không biết ăn vậy. Ý là phải chung với cái gì á, chứ còn mà ăn không vậy không ấm ăn được. Mà cái này mình đi tiệc á, anh đi lại nhà người nào cũng vậy á, mình bưng thùng này mình tặng không được á. Mỗi lần có tiệc á. Cảm ơn các anh chị xem kênh Bầu Trời Cali đã ủng hộ cho anh em trong suốt 3 năm vừa qua nha cả nhà. Thực ra á, có sự ủng hộ của anh chị thì anh em Xuyên Bang mới tin tưởng và gọi Bầu Trời Cali để mà giới thiệu những cái sản phẩm mới cho các anh chị.
đó là cho bầu trời cái ly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị khắp nơi nước Mỹ và tiếp tục đồng hành với bầu trời cái ly ủng hộ Nam để mà có những bữa tiệc ở gia đình. Ví dụ mà kẹt kẹt, bữa nào kẹt kẹt không có đồ ăn, lo tủ lạnh ra vẫn còn, để mà mình có thể mình làm những cái rất là đơn giản, chỉ có rau với bún như làm tô nước mắm là xong. Đúng rồi. Rau bún và tô nước mắm là xong, nó rất là gọn, rất là lẹ. Mà nướng mấy này cũng lẹ á. Nè, giờ đẹp. Mà nó dễ ăn nữa, dễ mình ăn. Đi làm mình ăn cũng được. À, dễ, đi làm mà busy á, là có gì thì xào. Bầu trời cà ly chơi chiêu cuối, lấy cái tô ra. Ăn gì nữa? Chơi tô hả? Giờ chơi tô luôn. Tiệc chiêu à, đây là món tiệc chiêu của bầu trời cà ly nha. Thánh nước mắm. À, coi nè. Thay vì ăn bánh bún thì bây giờ mình ăn bánh hỏi. Nó cũng như nhau thôi, nhưng mà tùy theo mỗi người thích cái gì thôi. Nè, bún vô. Bún là nhanh chị. Tiếp theo là gì? Rau vô. Thích rau gì chơi rau đó. Còn mình là mình thích đủ thứ á, nên là mình chơi đủ thứ luôn. Đó, chơi đại đi. Rau thơm nè. Hẹ nè. Nhỏ nhỏ thôi nha, biết sao anh chị? Tại vì cái mình xé bự quá, mình bỏ vô họng mình nó không hết, nó dính trong mình. Hiểu không? Cho nên mình sẽ vừa vừa cái gấp của mình thôi. Đó. Đó. Rồi, tiếp tục loại này. Nem nè, thấy không? À, chả tôm nữa, thấy không? Nem nè, thấy không? Còn sao? Vậy nè. Kẹp cắt ra. Thấy không? Rất là gọn gàng. Rồi gì nữa? Đậu chua nè. Đậu chua. Nãy giờ ăn quên cái món này. Đó. Rồi. Cái này đúng ra có đậu phộng, có phộng với lại hành phi nữa. Yes. Để mình lấy sao? Nè, bây giờ. Nước mắm mà có cái củ kiệu trong đây nữa nha cả nhà. Món này chết người nó đừng dân. Đó. Rồi. Trộn lên nè. Mời cả nhà. Bự quá. Mới gì nói. Mới vừa cảnh cáo trước rồi. Cái góc này nó hơi lốn. À, ở này là vừa nè. Cho miếng rau nữa. Đó thôi, nó tém tém vô ha. Nghe nó hấp dẫn. Trời ơi, quên cái thứ này. Trời ơi, ăn ớt như à. Ngon quá. Rồi em no đó. Cái bánh hổ nó có tí mỡ hành vô á, nó thơm phức rồi. Mà ăn chung với cái nem cái kiểu này là ngon lắm luôn. Ngon lắm. Giá này quà tặng cho thợ trong tiệm cũng có lý á. Ngon thiệt. Nó có rau có đồ vậy ăn. Mình ăn sạch cái tô bún luôn rồi cả nhà. Rẻ đó, nó ngon rồi mình ăn như vậy được. Thiệt luôn á. Good job. Ăn mà không ngừng luôn, hấp nước mắm luôn.
Gì mà có nước mắm là khúc dữ. Ừ. À. Trong máu rồi đúng không? Trời ơi, đã quá. Giờ đem còn mới là đem ra tiệm. Đem hết ra. Để y vậy. Nên muốn ăn ăn cuốn cuốn cho dễ. Cảm ơn chị đã xem clip bầu trời Cali. À, thấy cái video này thì anh chị có thể order liền để họ ship trong cái tuần sau ha. Ừ. Tuần sau tức là thứ hai order thì bữa nay order luôn, thấy là order liền đi. Họ sẽ ship vào ngày thứ hai hoặc thứ ba tuần sau, là cho vòng 2 ngày ship thôi. Quý vị sẽ nhận được khắp các tiểu bang nước Mỹ luôn, miễn phí tiền ship, không có tốn tiền ship. Nem lần này ăn rất là ngon và nó rất là nhiều nha cả nhà. Nhiều lắm, cái này mình đãi khách là nó rất là tiện và lợi, có lợi cho chủ nhà. Dạ. Yeah. Đỡ cực. Mà nem lần này rất là ngon, rất là dai, thơm, rất là ngon. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại anh chị. Bye bye. Bye bye cả nhà. Chúc sức khỏe. Ok. Gom, đem ra tiệm đem cho mọi người ăn. Mời mọi người ăn hết.